Dạ, xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Buổi chiều hôm nay rất hân hạnh lại được gặp cô chú anh chị và các bạn ở một video tiếp theo. Hiện tại bây giờ là 15 giờ 30 phút buổi chiều ngày 24 tháng 1 năm 2022, nhằm ngày 22 Tết. Buổi chiều hôm nay thì em sẽ đưa cô bác anh chị và các bạn đi vào chợ Đà Lạt để cập nhật tình hình bà con mình buôn bán như thế nào trong dịp giáp Tết. Vào những dịp cuối năm như thế này thì ngoài chợ đã rất là nhộn nhịp rồi. Mọi hoạt động buôn bán của bà con đều diễn ra tấp nập. Nhân đây thì em cũng xin kính chúc quý vị và các bạn có một buổi chiều tràn ngập niềm vui bên gia đình và bạn bè. Còn đây là cây phượng tím ngay trước cửa hàng Lan Farm, ngay lối mà chúng ta đi vào chợ. Mùa này thì cũng là mùa hoa phượng nở bông. Những bông hoa màu tím tương đối là đẹp. Thỉnh thoảng thì có những cơn gió đưa qua thì làm cho những bông hoa phượng rụng tím gốc cây. Thời tiết hôm nay thì trời nắng rất là đẹp cô bác anh chị và các bạn. Ở ngoài trời nhiệt độ khoảng 26 độ C. Dạo này thì Đà Lạt không còn không khí lạnh nữa mà bắt đầu chuyển sang ấm hơn, không khí của mùa xuân. Và em đang di chuyển ở trên con đường đi vào chợ. Bên tay trái của em thì những cửa hàng buôn bán bông hoa Tết thì đang có rất là nhiều cô bác mình đang tập trung ở đó để mà mua bông mua hoa. Những cô bác anh chị và các bạn bán mứt thì ở bên phía bên này. Rồi những bông atiso bán kèm theo những búp lơ xanh thật là tươi ngon. Và đâu đó thì cũng có một số cô bác bán dâu tây. Ngay vị trí này thì buôn bán rất là nhiều các cái mặt hàng như là nụ tầm xuân, rồi còn ở đây thì lơ xanh nè, đậu Hà Lan, rồi tỏi, rồi hành, rồi đậu, các loại đậu rất là nhiều luôn. Nhu cầu mua sắm cuối năm của bà con thường hay đi mua những loại như là loại gừng nè, rồi lá dong, rồi dây lạc để về gói bánh chưng, bánh tét. Đây là những búp atiso rất là to được cô bác mình bán ngay vị trí này. Ngày mai là ngày 23 tháng Chạp, là ngày tiễn đưa ông Táo về trời. Ở ngoài chợ thì em đang thấy một số cô bác đang bán cá vàng rất là nhiều ở bên góc trái của màn hình cô bác anh chị. Các mặt hàng rau, súp lơ được bày bán la liệt ngay vị trí này. Còn phía trước đây là khu vực chợ mới Center. Nếu như cô bác anh chị và các bạn mua cá thì chúng ta có thể là vào đây mua. Năm nay là một năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Thành ra là người tiêu dùng cũng chi tiêu hạn hẹp lại so với những năm trước. Một số mặt hàng bà con mình bày bán ở đây rất là nhiều, như là lá dong, lá chuối. Ở đây có dây lạc nè. Dây lạc được xếp rất là ngay ngắn. Còn ở đây là lá chuối rất là tươi xanh. Lá thì to. Lá to và xanh như thế này thì khi mà gói bánh chưng á, thì khi mà bánh chưng chín thì sẽ có một cái màu xanh rất là đẹp và bắt mắt. Và như hàng năm thì khu vực bán lá dong thì thường ở khu vực sau chợ hoặc là bên hông của chợ. Bà con mình đã bán được mấy hôm nay rồi. Ngay vị trí này thì có lá dong thật là tươi nè. Bên cạnh lá dong thì có hành tím. Để bà con mình mua về ngâm hành tím với củ kiệu để ăn chung với bánh chưng, bánh tét rất là ngon. Còn bên này thì có một bác đang lựa cam, lựa quýt. Những trái cam căng mọng nước và vàng ươm trông thật là thích mắt.
Bây giờ thì em xin mời cô bác anh chị và các bạn cùng với em sẽ đi ra phía ngoài để cập nhật tình hình xem bà con mình bán bông hoa như thế nào trong dịp cuối năm. Ngay vị trí này thì có những tiệm thuốc như là tiệm thuốc Con Cua, rồi tiệm thuốc Nhân Hòa. Tiệm thuốc Con Cua thì chuyên bán về thuốc bắc từ trước đến giờ. Và bà con mình đang bán gừng ở đây. Có hai loại gừng, một loại thì đã gọt sẵn rồi và cũng có một loại thì vẫn chưa gọt. Bà con mua về thì có thể là tự về gọt. Những loại như thế này thì để về làm mứt gừng đó cô bác anh chị và các bạn. Giá thì tương đối là mềm. Đây thì bán các mặt hàng bông rồi này. Còn đây là bán me. Dọc theo lối bên này thì cô bác bà con mình buôn bán bông. Rất là nhiều các loại bông. Năm nay có thể nói là hoa cúc ở Đà Lạt tăng giá. Bà con nông dân thì năm nay trúng đậm. Giá hoa cúc tăng gần 3.000 cho đến 5.000 một cành. Cận ngày Tết Ông Táo, ngày 23 tháng Chạp thì người trồng hoa cúc ở Đà Lạt trúng đậm. Và giá hoa sẽ tiếp tục tăng cho đến những ngày giáp Tết Nguyên Đán. Bây giờ thì xin mời cô bác anh chị và các bạn cùng đi bộ với em. Ngay vị trí này thì em thấy là bán đặc sản nè, mứt món, rồi dâu tây các loại vân vân, rồi búp atiso. Những cô bác mình bán bông atiso ở đây hầu như là năm nào cũng bán rất là nhiều bông atiso. Khu vực này chuyên bán các loại rau, có súp lơ xanh này, rồi lơ trắng, lơ xanh, đọt su su. Ngay vị trí này thì bác bán rất là nhiều lơ xanh, rồi cô rôn, xà lách, rồi đọt su su. Những loại rau thì tương đối rất là dễ trồng và bán giá rất là rẻ. Bao nhiêu bịch này đấy chị? Mỗi bịch nào đây? Còn ở đây thì đang có một chị đang bán cá chép vàng. Theo người xưa truyền lại thì Táo Quân là vua bếp, gồm có Táo Bà và hai Táo Ông. Họ cũng chính là vị thần quyết định phúc đức của một gia đình. Vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, ông Công, ông Táo sẽ cưỡi cá chép lên trời để báo cáo với Ngọc Hoàng Thượng Đế tất cả những điều tai nghe mắt thấy ở dưới phàm trần, bao gồm cả những việc tốt và việc xấu, những gì chưa làm được. Từ đó thiên đình sẽ đưa ra và thưởng phạt rõ ràng cho từng gia đình. Xuất phát từ tín ngưỡng đó thì ngày nay có lẽ đưa ông Táo, ông Công về trời. Theo truyền thống nhân gian, thời gian cúng Táo Quân thì có thể bắt đầu từ ngày 21 âm lịch, tức là ngày thứ hai, 24 tháng 1, và kết thúc khi mà hết giờ ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, ngày 23 tháng Chạp hàng năm. Quả đó quả gì em? Quả xấu hả? Ngay vị trí này thì là khu vực bán đồ khô, có cả măng khô, cũng như là bún miến rồi mì.
rồi gạo vân vân. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào khu vực bán đồ khô. Tại đây thì có bán đầy đủ này, có bán bánh bột lọc vào buổi chiều. Còn đây là một anh đang nạo dừa khô để mà cho bà con mình làm mứt cuối năm. Những bàn tay khéo léo gọt những quả dừa, gọt những chiếc vỏ còn sót lại trên quả dừa để bà con mình mua về có thể là bào ra làm mứt dừa. Hầu như là năm nào em cũng thấy mặt hàng này rất là nhiều. Không biết cô bác anh chị và các bạn năm nay đã sắm sửa gì chưa? Năm nay thì nhìn chung thì các mặt hàng mứt món đều bán rất là chậm cô bác anh chị. Ở đây thì em thấy có bánh chưng này, cũng như là bánh tổ rồi dưa món. Dưa món thì ăn chung với bánh chưng, bánh tét tương đối là ngon. Đây là những cặp bánh chưng bà con mình gói từ rất là sớm rồi đem ra chợ bỏ lại. Có nhiều người thì họ gói rất là nhiều, họ nhận gói bánh chưng rất là nhiều để mà bán lại kiếm chút đồng lời. Hầu như là năm nào cũng thấy khu vực này bán bánh kẹo tràn ngập luôn. Có các loại kẹo phổ biến trong ngày Tết như là rau câu dừa, kẹo sô-cô-la, vân vân. Có những đòn bánh tét bà con mình bày bán. Khi mà nhìn những hình ảnh này thì hy vọng là cô bác anh chị và các bạn một phần nào đó để nhớ về quê hương, cũng hy vọng là đem quê hương đến gần với cô bác anh chị và các bạn hơn. Khi mà gần đến dịp cuối năm rồi thì bà con mình rất là bận bịu với công việc. Còn đây là khu vực bán bông cúc nè. Một bó như vậy thì thường có giá là 20.000 cho đến 40.000 một bó. Vị trí này thì em thấy bán đồ chua như là củ kiệu, dưa món. Còn đây là khu vực bán chổi, rồi các cái loại như là thúng. Em hay mua những loại này về trang trí đèn. Ngoài này thì bán cũng không thiếu thứ gì. Chén bát thì bà con mình bày hết cả ra ngoài để bán như thế này. Cũng như là bông hoa. Bông hoa thì được chở từ vườn ra, khi mà bán hết thì cô bác mình sẽ nhập thêm. Và những bó bông như thế này thì thường có giá khoảng 20 cho đến 40 ngàn. Bà con mình đang cắt tỉa sau đó bỏ bịch. Bông này bông gì đẹp không? Bông này bông gì? Thanh liễu. Thanh liễu à? Ờ, thanh liễu là 200 bình. 200 bình. 200 bình. Một bó này 200 à? 200. Nhưng mà bỏ mấy tháng nữa. Lâu tàn. Bông này 30 đấy. Bông này đẹp. 25. 7 mua hả? Bông này mắc cả chợ. Để đâu mắc cả. Có rất nhiều loại hoa như là hoa lây ơn. Hoa lây ơn thì được trồng nhiều ở khu vực Định An. Năm nay có thể nói là bà con khu vực Định An trúng bông, thành ra là năm nay thì cũng có nồi bánh chưng sung túc hơn mọi năm. Những mặt hàng để cúng ông táo như là giấy tiền được bày bán la liệt. Những bông hoa cúc vàng ươm. Hay
Trong này thì em thấy bán đồ khô nè, có các cái loại mứt món ở đây, rồi mít sấy, em rất là thích ăn loại mít sấy như thế này. Bên này thì có đủ luôn, hạt dưa, những món không thể thiếu trong những ngày Tết. Bên cạnh thì cũng có heo quay. Ngay vị trí này thì em thấy bà con mình bày bán các loại mứt me, rồi mứt đào, rất là bắt mắt luôn này. Có mứt dâu tằm, rồi sơ ri, rồi mứt bí, kỳ quy, rồi khoai lang, mứt dừa, vân vân. Kính thưa các loại mứt. Không biết cô bác anh chị và các bạn thích ăn loại mứt nào được bày bán ở đây. Em thấy rất là bắt mắt luôn. Bên góc kia thì có kẹo, còn bên này thì mứt này. Và khi mà chúng ta mua thì sẽ được cân ký, cân lạng. Mua bao nhiêu thì giá bấy nhiêu. Còn ở ngoài hành lang thì bà con cô bác mình bày bán la liệt các mặt hàng rau củ nông sản như là khoai tây, cà rốt, còn có măng tây. Bây giờ thì em sẽ đi bộ ra khu vực phía ngoài. Ngay đây thì có bông hoa bất tử này, lâu lắm rồi thì em mới thấy lại cây bông bất tử được bán. Những cây nụ tầm xuân cũng như là những chậu hoa, những bó hoa được bó sẵn. Chỉ việc thích bó nào thì mua bó đó thôi, tương đối là tiện. Bây giờ thì em sẽ di chuyển ra dọc theo lối hành lang có những cái kiosk bà con mình buôn bán đang rất là nhộn nhịp tấp nập ở phía ngoài. Hoa lan và hoa hồng được bán rất là nhiều. Và tới đây thì em cũng xin được nói lời tạm chia tay đến cô bác anh chị và các bạn. Một lần nữa em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một buổi chiều tràn ngập niềm vui và ấm áp bên gia đình và người thân. Em xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất là nhiều đã cùng đồng hành với em qua video clip này. Và xin được hẹn cô bác anh chị và các bạn ở clip sau trên kênh Cuộc Sống Đà Lạt.